Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Dũng. Mình được biết đến một số các thông tin về du học Nga nhưng mà mới đầu thì mình chưa hiểu biết lắm. Tuy nhiên thì mình có tìm hiểu trên một số website, ví dụ như của các trang của du học Nga, đặc biệt là trang của Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế, thì mình được tìm hiểu về đất nước, con người Nga, qua đó mình yêu đất nước và con người Nga hơn. Đặc biệt là mới đầu ấy, thì khi còn đăng ký du học Nga ấy, thì mình cũng chưa biết nhiều về các vấn đề về thủ tục hoặc là xuất nhập cảnh về bên Nga. Tuy nhiên thì ở bên Viện Giáo dục Quốc tế du học Nga thì đã hỗ trợ rất nhiều cho mình. Bây giờ ấy, thì mình cũng sắp là bay rồi ấy, thì mình cũng tình trạng thì cũng bồi hồi, nhưng mà được bên phía bên Viện Giáo dục Quốc tế, bên hỗ trợ du học Nga hỗ trợ rất là nhiệt tình, nên là mình cũng không cảm thấy bỡ ngỡ lắm. Đó là những thông tin của mình có thể chia sẻ với các bạn về bên phía du học Nga. Mình cũng sắp đi rồi ấy, thì mình cũng chúc các bạn có nhiều cơ hội hơn trong việc du học, học tập, đặc biệt là ở đất nước Nga. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn.